Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Tại km 4 970 của tỉnh lộ 162 qua địa phận xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, khoảng 60.000 mét khối đất đá vùi lấp toàn bộ mặt đường, gây ách tắc giao thông. Đồng thời, gây chia cắt giao thông giữa hai huyện Văn Bàn và Bảo Thắng của tỉnh Lào Cai. Lực lượng chức năng huyện Văn Bàn đã đưa máy móc, nhân lực đến triển khai, khắc phục, xử lý điểm sạt lở và cho thông đường ngay sau khi vụ việc xảy ra. Sau bão số 3, tuyến tỉnh lộ 162 còn có một điểm đứt gãy đường tại km 27 cộng 800, đoạn qua xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông tại đây. Để lưu thông từ huyện Bảo Thắng đi huyện Văn Bàn, các phương tiện di chuyển theo hướng Bảo Thắng, thị trấn Tăng Lỏng, tỉnh lộ 151, Phú Nhuận, Võ Lao, Sơn Thủy, Quốc lộ 279, Văn Bản. Những ngày qua, tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn trên diện rộng, để lại hậu quả chưa từng có trong lịch sử. Theo thống kê sơ bộ, đến ngày 24 tháng 9, bão số 3 và hoàn lưu bão gây thiệt hại cho tỉnh Lào Cai hơn 6.641 tỷ đồng. Bờ sông Hồng qua xã Kim Lan, huyện Gia Lâm bị sạt, lòng sông lấn sâu vào đất liền từ 2 đến 17 m. Buộc chính quyền phải di rời năm hộ dân tại thôn 4 xã Kim Lan, sạt lở dài khoảng 25m, ăn sâu vào bờ từ 2 đến 8m, kéo đổ bức tường rào dài khoảng 6m của gia đình ông Nguyễn Văn Hải. Đoạn đường ven sông và khoảng sân chung của nhiều hộ dân đã bị ngoạm phần lớn. Bờ sông sau sạt lở dựng đứng, cao hơn mặt nước khoảng 7 đến 8m, có vị trí chỉ cách mép nhà dân hơn 1m. Hiện bờ sông xuất hiện một số vết nứt bề rộng 0,5m, kéo dài cả chục mét nguy cơ đất tiếp tục trượt xuống sông. Khu vực này có 7 hộ dân với 35 nhân khẩu, tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 3.600m2. Gia đình sinh sống nhiều đời ở xóm 4, ông Nguyễn Xuân Hà hơn 60 tuổi cho biết chưa bao giờ bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng như vậy. Một số công trình phụ của nhà ông và các gia đình bên cạnh đã bị lòng sông nuốt chừng. Chính quyền tổ chức di rời khẩn cấp nhà ông ra ở nhà văn hóa xã. Ông Hà nói, Tôi mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp xử lý tình trạng sạt lở để gia đình có thể quay về nhà ổn định cuộc sống. Nếu việc xử lý kéo dài nhiều tháng, mong được hỗ trợ tạm cư. Ngày 25 tháng 9, lãnh đạo huyện Gia Lâm Hà Nội cho biết, cán bộ huyện đã kiểm tra hiện trường, triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực sạt lở ở thôn 4 xã Kim Lan, đồng thời di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch huyện Gia Lâm, bờ bãi sông Hồng, chủ yếu là đất cát pha liên kết yếu. Từ đầu tháng 8, do ảnh hưởng mưa bão, trên địa bàn xã Kim Lan xuất hiện một số vết nứt dọc bờ sông. Sau cơn bão Iagi, bão số 3, nước sông Hồng dâng cao gần mức báo động 3. Khi nước rút kéo theo phần đất, cát đã mất liên kết dẫn đến sạt lở. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa yêu cầu kiểm tra, báo cáo thành phố liên quan đến việc lấp 6.500m2 hồ Đống Đa. Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, qua thông tin phản ánh từ báo chí về việc lấp 6.500m2 hồ Đống Đa đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo đó, 6.500m2 hồ Đống Đa đang được quây rào để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị hồ. Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải giao quận Đống Đa phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ và xử lý thông tin phản ánh mà báo chí nêu, kịp thời thông tin báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện trước ngày 30 tháng 9. Trước đó, để thực hiện dự án cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đô thị Hồ Đống Đa, nhà thầu đã san lấp tạm khoảng 6.500m2 diện tích mặt nước hồ. Nhà thầu cho biết khi thực hiện xong sẽ hoàn trả lại mặt bằng ban đầu việc lấp tạm một phần hồ theo nhà thầu có sự chấp thuận của Sở Xây dựng và Công ty Thoát nước Hà Nội, đơn vị cũng đã thông báo tới chính quyền và nhân dân các phương quanh hồ. Trước thông tin trên, những ngày qua dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về việc lấp tạm mặt nước hồ Đống Đa. Nhiều chuyên gia cho rằng việc lấp tạm hồ để thi công là biện pháp chưa hợp lý, cần bảo tồn tối đa diện tích mặt nước các hồ ở thủ đô. Hồ Đống Đa rộng khoảng 12,5 hectare, chiều dài kè hồ 1.900 mét, trong đó danh giới quận Đống Đa là 1.550 m, quận Ba Đình 350 m. Phía đông và đông nam là tuyến phố Hoàng Cầu nối từ đường Láng đến Đê La Thành, chạy vòng quanh hồ là tuyến phố Đặng Tiến Đông, Mai Anh Tuấn. Các tuyến phố xung quanh hồ Đống Đa dài 1.270 m với mặt cắt ngang 6,5 m. Hạ tầng của hồ được xây dựng từ năm 2008, hiện đã xuống cấp, mất thẩm mỹ. Từ tháng 7 năm 2024, quận đống đa khởi công cải tạo hồ với các hạng mục chính gồm cải tạo toàn bộ vỉa hè xung quanh hồ bằng đá tự nhiên nhám bề mặt nâng cấp đường dạo thay thế lan can quanh hồ trồng mới thay thế một số cây xanh bóng mát thay hệ thống chiếu sáng ngoài ra quận bổ sung điểm nhấn cảnh quan sân khấu và khán đài ngoài trời đua ra phía hồ bằng phương án sử dụng hệ dầm sàn bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép giữ ứng lực không làm thay đổi diện tích và dung tích mặt hồ Sáng 26 tháng 9, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đang xin ý kiến cấp trên để xử lý vật thể lạ trôi dạt vào bờ biển suốt 9 tháng qua. Ông Lâm nói, suốt 9 tháng qua, vật thể này vẫn nằm tại vị trí bờ biển, bị cát phủ lấp một phần. Do không biết đây là vật gì nên chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến cấp trên. Một số người nhận định đây có thể là trụ giàn khoan ở ngoài biển. Cũng theo vị lãnh đạo này, Hồi giữa tháng 1 năm 2024, người dân địa phương phát hiện một khối sắt lạ có hình trụ màu xanh trôi dạt vào bờ biển thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bên trong khối sắt rỗng, được hàn kín hai đầu, với chiều dài khoảng 20 m, nặng 10 tấn, đường kính khoảng 0,7 m. Để tìm cách xử lý vật thể nói trên, ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đã gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xin ý kiến giải quyết. Đồng thời Công an huyện Thạch Hà đã thông tin đến các đơn vị địa phương có liên quan để xác định chủ sở hữu. Tuy nhiên đến nay, ngành chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu cũng như nguồn gốc xuất xứ công năng của vật thể nêu trên. Chiều 25 tháng 9, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tiếp tục với phần xét hỏi về hành vi rửa tiền. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hỏi bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan, về việc mở và sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng SCB. Trước câu hỏi của đại diện viện kiểm sát về việc mở bao nhiêu thẻ ở ngân hàng SCB, bị cáo Chu Lập Cơ trả lời không nhớ và tôn trọng quy kết của cáo trạng. Cũng theo ông Chu Lập Cơ, hạn mức mỗi thẻ là 10 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chi tiêu hết bao nhiêu thì không nhớ. Đại diện viện kiểm sát tiếp tục đặt câu hỏi. Cáo trạng xác định, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 bị cáo tiêu hết hơn 225 tỷ đồng trong tài khoản. Bị cáo có biết nguồn tiền nộp vào các thẻ từ đâu hay không? Với câu hỏi này, bị cáo Chu Lập Cơ khai không sử dụng thẻ mở tại ngân hàng SCB mà chỉ sử dụng các thẻ mở tại Hồng Kông. Trước câu trả lời này, viện kiểm sát tiếp tục truy vấn. Vì sao tại cơ quan điều tra và phiên tòa sáng nay, bị cáo thừa nhận việc chi tiêu từ các thẻ tín dụng của ngân hàng SCB? Ông Chu Lập Cơ lý giải Bị cáo nghĩ rằng các thẻ tín dụng này là do văn phòng công ty tại Việt Nam mở và thanh toán. Chỉ đến khi nhận được kết luận điều tra, bị cáo mới biết ba thẻ tín dụng này được mở tại ngân hàng SCB và có liên quan tới vợ. Không đồng ý với lời khai của chồng, bà Trương Mỹ Lan trình bày, chồng bị cáo bị tạm giam hơn 2 năm rồi nên tinh thần chịu ảnh hưởng. Anh ấy không nhớ nên nói sử dụng ba thẻ của SCB. Thực tế, ngân hàng SCB chỉ phát hành hai thẻ là Visa, Master cho chồng của bị cáo anh chủ yếu sử dụng các thẻ mở tại nước ngoài do bị cáo muốn ủng hộ cho ngân hàng scb nên mới ép anh sử dụng hai thẻ việc nộp tiền vào thẻ như thế nào anh ấy hoàn toàn không biết